Hôm nay nhà em đi rừng lấy được rất là nhiều mật ong rừng nhá các bác nhá. Và các bác biết là mật ong rừng thì các bác biết rồi đấy, nó có cực kỳ là nhiều công dụng và nó rất là tốt cho sức khỏe đúng không ạ? Đặc biệt là cái mùa dịch, các bác dùng cái mật ong rừng thì nó sẽ thường xuyên là giúp mình là tăng được cái sức đề kháng cho cơ thể nhá, cho gia đình của mình. Đúng không ạ? Người lớn trẻ nhỏ đều có thể sử dụng được cái mật ong này của nhà em. Các bác, em khuyên các bác là nên tích trữ cho gia đình nhà mình ít nhất là 1 đến 2 lít mật ong để dùng cho cái mùa đông này. Đúng không ạ? Mật ong của nhà em thì chuẩn 100% là mật ong rừng Tây Bắc. Và khi nhận hàng thì bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Các bác được thử này. Đấy, thoải mái cho em xem nó có phải là hàng chuẩn không thì mình thanh toán tiền cho bên em. Chất mật bao chuẩn cho các anh chị luôn. Mật ong thì người lớn và trẻ nhỏ mình đều có thể sử dụng được nhá. Các anh chị nhá, người lớn trẻ nhỏ đều có thể sử dụng được. Rất là tốt cho sức khỏe luôn. Cái này mật ong thì nó giúp mình là làm đẹp da này, giảm cảm cúm này, tăng sức đề kháng cho cơ thể này. Đặc biệt là những chị nào béo bụng mà buổi sáng dậy mà mình uống cho em một cốc mật ong với nước ấm thì trời ơi, mình có một cái làn da vừa đẹp, đúng không ạ, lại vừa giảm nguy cơ béo bụng nữa. Đúng ạ, tốt cho cả cái tim mạch nữa. Nhanh tay để lại số điện thoại cho em.